Kênh Bông Sen Lộc Tĩnh miền Tây xin mến chào tất cả cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh cũng như quay trở lại với nhà vườn bonsai của anh Chọn tại xã Mỹ Thành Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay thì anh cũng có một số cây giới thiệu đến quý cô chú là cô chú, gồm có mai chiếu thủy này ha, rồi cây kim tiền sang sản ha, nguyên một bụi to nè cô chú, và một số cây bonsai khác nữa nè, đặc biệt là có mấy cây mai chiếu thủy khá là độc đáo ha, mai chiếu thủy lớn già cổ. Chào Phúc Kiến thì quái, ba thân quái ha, đó mai chiếu thủy thì già, một số cây bonsai mini đó, thì mời quý chú cùng gặp lại đến anh Chọn ha, để mình giao lưu. Rồi em chào anh Chọn ơi. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lộc Tĩnh miền Tây. Thì hôm nay cũng có về một lô mới gồm những cây phôi chiếu thủy, rồi cây gừng có, cây mini để giao lưu cùng anh em mình chơi Tết ha. Cũng rất cảm ơn anh em đã ủng hộ em trong những clip vừa qua, và cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em trong cái clip này, em xin cảm ơn. Dạ. Và để không làm mất thời gian, em xin vô cây số 1 và cây gia nhật. Gia nhật ghép cái gốc là gốc cây si búp hồng á, ghép gia nhật. Đây miếng ghép chỗ này đây. Em thấy nó liền, nó nụ liền hết trơn giống như là cây ghim vậy ha. Đây. Dạ. Cái ngọn nó thì cỡ cái cây dứt đồng không nè, cái cốt ghép của nó đó. Si búp hồng ghép gia nhật. Rồi chiều cao từ mặt chậu lên tới trên đỉnh nó là 59. Đây. Ngang nó 48. Bình thân nó tuốt trên đây đúng không? Bình thân nó còn bự lắm mà dưới không đo không có được. Đây bình thân 16. Dạ 16 bình thân. Cái này ôm đá ha. Anh em mình coi y gan như con thú mà nó nằm vậy ha. Đá lên gông ghiêu cho chứng tỏ cây này nó đã ôm đá lâu lắm rồi. Cái đường kính cái chậu lọt lòng là 34. Dạ, cây da đang có trái luôn chú ơi. Đây, trái rất nhiều đây. Rồi cây da nhật mã số 1. Em giao lưu giá là 1.1 triệu. Em bao ship toàn quốc không có chậu ha. Nó do cây này vô chậu thì vô thùng mót thêm cái chậu thì nó nặng, nó sẽ nguy cơ bể thùng mót cao lắm, cho nên không ship chậu, vậy nên mua chậu khác thay vô ha. Dạ. Rồi mã số 1, 1.100.000, em bao ship toàn quốc không chậu. Rồi. Nếu anh em nào lấy chậu thì em ship cái chậu riêng để tính tiền thêm cái chậu. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn ha. Cây đang trái rất là đẹp của chú. Số 2 là một cặp mini. Này bắt một cặp ha. Cây này là cây linh sam sông Hinh, ghép linh sam 86. Cái cây này linh sam mini, sông Hinh ghim luôn. Sông Hinh lá chung ha. Cây này thì để bằng cái đầu đũa ăn cơm mình nè. Cao nó khoảng một ngón tay em à. Rồi. Còn cây này thì nó quái vậy nè. Người ta quấn thân từ nhỏ đó. Đó từ cái co này xuống tới cái ngọn nó là 23 nè. Ngang vậy nó cũng 23 luôn. Hai cây mini. Quái. Rồi cặp mini này em vô lưu với giá là 500.000, em bao ship toàn quốc kể cả chậu vậy luôn. Hai cây. 500. Mã số 2. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Số 3 là một cây mai chiếu thủy lá chung. Cây này thì dạng dâm nó tương đối chơi được thôi, được con cái nó già. Đây cái phôi tôi cắt lúc trước rồi, liền 100% luôn à. Đây chỉ có một cái theo nhỏ bằng đầu đút em à. Đó. Cốt cành thì cỡ cái chiếc lông hết trơn à. Một cây mai chiếu thủy dáng bạc phong á. Rồi cây nó có chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh nó là 17. Hoành thân nó là 12. Nó đang nằm chậu chữ nhật 18, ngang là 15. Dạ. Rồi cây mã số 3 này em giao lưu với giá là 550.000, em bao ship toàn quốc kể cả chậu này luôn. 550. 550 bao ship toàn quốc kể cả chậu luôn, chậu xi măng anh em. Dạ. Số 4 là một cây si. Cây này cây si này nó ghép cái gì em cũng không có gành nữa ha. Đó.
không biết cái gốc này gốc gì nè, cái đọt si giống nè, giống như gừa bông vậy anh ha, giống như gừa bông vậy đó. Này cũng thấy nhiều người chơi lắm nhưng mà cái xuất xứ này em cũng không có gành gì mấy. Dạ rồi. Chiều cao từ cái mặt chậu ông tự này lên tới cái ngọn nó là 29 nè, ngang từ cái rễ này qua tới cái ngọn đây nó cũng 29 luôn nè. Đó. Cái tượng này chiều dài cái tượng này nó 32 nè. Để em đo hoành thân cái cục chỗ này ha. Hoành thân cái cục chỗ này là nó 16. 16 anh ha. Đây. Để nôm từ mặt chậu lên tới cái thân nó là 15. Rồi cái cây mã số 4 này em cho lưu giá là 700 ngàn. Kể cả tượng và cây luôn, 700 ngàn bao ship toàn quốc. Mã số 4. Dạ, rồi, đổi giúp em luôn ha. Cái số 5 là một cây khế ngọt. Khế ngọt. Một cây khế ngọt này cái rễ ha anh em. Cái rễ thì nó không có được đế, nó không có giống như cái cây á. Bên đây nó không có đế. Chỉ có đế bên đây thôi. Mình về mình vô chậu chơi trái thôi cũng được rồi ha. Đây bông ở đây, cái ngọt thì rất là xiên trái, bảo đảm em mình qua năm tới sẽ trái là xum xê luôn. Rồi cái rễ khế ngọt này có chiều cao từ mặt bầu lên tới ngọn nó là 55, ngang không hảo vậy thôi là nó 50. Đây hoành thân, hoành thân nó là 28. Nó đế thì chỉ có bên đây thôi nè, đây không có ha. Rồi rồi cái khế mã số 5 em giao lưu giá là 500 ngàn, em bao ship toàn quốc. 500 anh ha. 500 ngàn bao ship toàn quốc. Mã số 5. Dạ, tiếp tục luôn. Số 6 là một cây mai chiêu thủy. Một cụm vậy đó anh ha. Đó. Có hai cây thôi. Cụm mai chiêu thủy da đen lá lớn ha. Đây lá lớn đây. Nu rồi cục cục vậy ha. Nu da đen lá lớn chú. Chiêu thủy vậy anh em mình bứng về mình phải khui đất ở vậy để nó héo héo vậy mình em mình trồng nó mới tốt ha. Khi đi thì em bó bầu đàng hoàng đó chứ không phải để về là gửi. Cây này chiều cao từ mặt mặt rễ lên tới ngọn nó là 54 à. Ngang cạnh đây nó khoảng 2 tấc. Dạ. Tổng cái hoành đế như vậy. Tổng đế về nó là tính 1 mét thôi nè. Còn hơn 1 mét tính 1 mét thôi ha. Nó từ rễ ra nó dính khít hết trơn anh ha. Này là liền hết. À. Liền hết. Thấy nhít vậy nhưng mà nó liền cái rễ nó bò vô thân này ha. Đây là cũng vậy. Đó. Cây này là mã số 6. Từ trong thân mẹ bò ra. Số 6. Để em đo một hoành thân đại diện của nó. Hoành thân đại diện nó là 24 à. Dạ 24. Mà số 6 có giá là 450 ngàn, bao ship toàn quốc. Dạ số 7 cũng là 450 ngàn luôn. Đồng giá 450 ngàn một cây. Số 7. Vậy anh em mình có thể là chơi cắt này dắn xuống bớt, chơi gừng trên thân ha. Rất là đẹp. Chiều cao nó là 37. Hoành thân cây lớn này nó 30. Dạ 30. Nó tổng hoành đế như vậy. Nó là 1m3. Đó. Rồi cây mã số 7 này cũng có giá là 450 ngàn. Nếu anh em nào lấy hai cây, hai cây thì em sẽ tặng một cây này. Đó. Tặng luôn anh ha. Anh em lấy hai cây em tặng cây này về mình tập tành đồ cắt sửa phá thế đồ chơi ha. Kéo rễ rồi luôn chú. Quá về rễ quá trời vậy anh em đom đá được vô được cây này quanh thân cũng 14 à. Quá trời cái bộ rễ. Cao là nó 29 à. Sổ bộ rễ ra hết luôn. Rễ này có đường kính ngang là nó 37 à. Anh em nào lấy hai cây thì em tặng cây này. Rồi nếu mà bán thì nhiêu anh? Cái này tặng luôn chứ không có bán. À lấy hai cây tặng mã số 6 và số 7. Số 8 là một cây kiêu quýt. Số 8 cây kiêu quýt. Cây quýt này dáng tứ diện á. Nó có rễ quái giống như con nhành nhện vậy đó. Cái này mình coi nè. Liền luôn anh em, hôm nay không phải là gợi đâu ha. Đó. Đây nó bò đây liền luôn nè. Dạ.
Chuyện cành thì tao uống nhạo từ nhỏ nè. Cành thì nó bằng cái đầu lớn với lông em hết trơn rồi nè. Hôm nay mình so sánh ha. Rồi cây thương quýt này có chiều cao là từ một bầu lên tới đỉnh nó là 64. Dạ, 64. Ngang tàn nó là 61, tàn tròn luôn. Hoành một thân đại diện đó là 13. Giống là tổng hoành đế như vậy. Tổng hoành đế như vậy nó 1 mét nè. Dạ. Rồi cây quýt mã số 8 này em vô lưu giá là 2 triệu em bao ship toàn quốc không chậu ha. Nên coi mầm nó đang nhú mạnh dữ lắm ha. Dạ. Đây. Đang ra xâm xê chưa? 2 triệu em bao ship toàn quốc không chậu, mã số 8. Cây kim quýt mà sửa tay cành được bên lớn cũng lâu lắm chứ mà. Nó lâu lớn. Tới số 9 là một cây lâm dồ hay gọi là cây đề trắng đó. Ôm đá ha. Dạ. Cây này thì em làm cách đây cũng cỡ 5 năm rồi, ôm đá này 5 năm rồi. Cái này thì em làm nhà. Đó. Đá này đá trầm tích. Lâm dồ này nó già, nó thay lá chứ không phải nó chết anh em. Anh em coi là mỗi cái nhánh nó có cái nụ, cái chồi gá trơn ha, không có chết đâu ha. Nó thay lá đó. Dạ, yeah, lâm vồ đột đỏ quá. Chiều cao từ mặt cái dĩa này lên tới cái ngọn nó là 45. Nó gần đo từ cái rễ bên đây và tới cái đọt bay bên đây là nó 54 à. Nó tính 50 thôi. Hoành thân á. Hoành thân nó thì 13. Này chỉ một cây thôi anh em, một cây mà rễ đây nó bò xuống đây nè. Vòng qua đây. Cái nó lên đây, đó. Bên đây đang xuống nó một đá này cứ ngắt rồi. Đây, cầm không rớt luôn ha. Cố định với cái dĩa luôn rồi. Dạ. Đang nằm cái dĩa tròn, đường kính là 32. Rồi cây lâm dồ mã số 9. Em giao lưu giá là 2,4 triệu. Kể cả dĩa và đá và cây luôn, bao ship toàn quốc luôn. 2,4 triệu trong bao ship toàn quốc. Quái lắm chú, nhìn kỹ rồi rất quái ha. Đó, cây nhỏ mà dài lắm rồi. Nó đi lượn. Đó, 2,4 triệu em bao ship toàn quốc. Lượng nó lòn, nó xoắn. Mã số 9 lâm vồ độc đỏ. Số 10 là một cây trà phúc kiến. Đó, này là 3 cây hết anh em. 3 cây chụm lại một cụm ha. Nên hòn núi cao gì đó. Dạ. Đây, ba cây sửa thân cũng quái. Đây một cây nè. Ba cây mà nó trồng lâu lắm mà giờ rễ nó dính lại nhau chưa? Đó, giờ anh em mà không chơi ba cây thì tách ra một cây. Đó, cây giữa nó không đẹp lắm nè. Đó, anh em thấy cây giữa ha, đó, dáng dần nhân thân co lắc. Cây này cũng đẹp đó nè. Đó. Nói chung ba cây tách ra ba cây thì một thì sẽ có ba cây riêng đó. Biệt. Giờ cây này anh em tách ra cũng quái luôn. Tách này ra giờ anh em mình trồng vô bình bông làm đổ treo đẹp lắm nè. Nó đường thân nó đây. Còn thôi mình cứ thể để ba cây như vậy thôi. Chơi cũng khá là. Này anh em mình chơi một cây giữa không là đủ tiền rồi. Chiều cao từ mặt bầu lên tới cái ngọn cái cây giữa này là nó 64. Rồi ngang nó là nó 70. Tổng cái hoành rễ như vậy là nó 46. Em đo một thân đại diện của cây lớn này là nó 12. Dạ. Đây. 12. Đó, 12. Cây nhỏ nhất thì nó cỡ cái đầu lớn chiếc lông mình nè. Rồi. Rồi cái cây trà phúc kiến mã số 10 này em giao lưu với giá là 950.000, em bao ship toàn quốc. 950. 950 bao ship toàn quốc. Rất là quái luôn chú. Đấy, vô cái chậu nhìn một, rất là đẹp mắt á. 11 là cái phôi mai chú thủy. Ủa cây này có không anh? Có luôn. 11 là phôi mai chú thủy da đen lá lớn. Đây. Nu da đen lá lớn. Cây này bú khá nhiều nha quý chú. Nhỏ thôi mà già dữ lắm. Dạ anh em mình nó à. Đây có cục bú à. Cây nó già dữ lắm, mấy chục năm nó lên cục sụ vậy ha. Chứ phải hàng mới trồng bây giờ ha. Cây này
form trực lắc ha, đế đẹp này nhiều. Nay mình chơi cái dáng nó phong cao cành gớt ha. Đó. Cành một ở đây. Có chân cành một luôn nè. Cành gớt đây. Đánh gớt xuống, ngọn mà dựng ở đây. Và chân cành phong có luôn. Đây chân cành phong ở đây. Chân cành thì nó cỡ lớn ngón tay cái em mà nè. Rồi cái phôi mai chú thủy này có chiều cao từ một bầu lên tới cái ngọn của nó là nó 70. Từ bầu lên tới đỉnh này là 70. Hoành thân đo chuẩn luôn nè. Là nó 49 nè. Nó đo tút ở trên eo luôn ha. Dạ 49. Đo hoành cũ đặt nó nè. Cũ đặt nó tới 70 luôn. Rồi 70 vị trí đó. Quỳnh đế thì nó lớn lắm, đồ hào hào siêu sơ nên mình tham khảo thôi. Quỳnh đế nó khoảng 1m3 đó. Anh đo trừ hao còn dư một cút vậy luôn nè ha. Anh chưa đo hết đấy. Cây này thì đế cũng tương đối được, vậy anh em mình làm đế thêm. Chú thủy thì mình làm đế dễ lắm. Đợi nó ra ngó mình kéo ra là khoảng chừng 2 năm là nó đều gan đây. Mấy lỗ nè. Lỗ này anh em mình kéo thêm một cọng rễ nữa. Khoảng cách lỗ này nó khoảng 1 tấc 2 đó. Dạ, cẩn cẩn cái cục bú rồi cho quý chú xem. Ở trên này nó cũng có cục tu. Cái bệ. Rồi cái mai chú thủy da đen lá lớn. Nu da đen lá lớn. Cái bệ lưng nữa cho nguyên một cái bệ luôn. Mà chú 1 có giá là 3.800.000. Bao ship toàn quốc luôn. 3.800.000 anh ha. Đây có những mặt hẹo ha nè. Em coi kỹ giùm em ha. Đây một mặt hẹo. Đường kính của mặt hẹo này nó 6 phân nè. 6 phân. Mặt hẹo đây được khoảng 4 phân. Và cái ngọn của nó giót nhỏ xíu luôn. Đó, chỉ 10 phân. Dạ. Giờ tao quạnh cái ngọn cho nên mình tham khảo luôn ha. Quạnh ngọn còn chỉ có 30 thôi. Dạ rồi. Rồi. Cái phôi này mai chú thủy da đen nó lớn. 3.800.000 em bao ship toàn quốc. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. Rồi kế tiếp cũng là một cái mai chú thủy da đen lá lớn luôn. Anh em mình coi lá lớn nè ha. Da đen thui luôn, đen hơn em nữa. Dạ. Cây thì co lắc rất đẹp. Đó. Vậy nên em chơi vậy luôn, chơi văn nhân cành gớt luôn. Cây tử đây. Cây tử đây, nó cành đây. Cành gớt đây. Về thế anh em dựng ngọn lên, cắt này bỏ cũng được. Lần sau đó tiền em mình chơi ha, chỉ có vài trăm ngàn thôi. Mặt sức này mình phá thế thì sao đó ha. Chiều cao đâu tới cái phôi thôi là nó 1 mét à. Dạ. Cái này lợp mẫu tử là hợp lý quá quý vô ha. Quành một thân chính đây nó là 17. Nó đo luôn cái thân đặt chỗ này. Cái già lắm á. Có cục nu này độc lắm ha. Nó 27 nè. Cục này em ba anh em mình không có bể gì hết nha. Cục đặt luôn nha. Tại nó già quá. Đóng gông đóng ghiêu thôi. Đường kính bầu tròn nó là 28, nó rễ thì cũng tương đối chơi được thôi chứ không có đặt gì mấy. Đế tự nhiên chứ không có sắp á, cái nó già dữ lắm già. Anh thấy đế cũng khá đó chứ, nó cũng nguyên bệt đó. Đế nó già, nó cùi cùi vậy đó. Sạch sẽ liền lạc. Mã số 12. Rồi cây mai chú thủy này em giao lưu giá là 950.000, em bao ship toàn quốc. Cây này em ship rồi em cũng còn chừng 500-600 ngàn đó. Cây này ship căng đó. 950 ngàn bao ship toàn quốc, mã số 12. Dạ. 13. Qua tới cây gì đó. 13 là một cái cụm gừng. Cây sang sản và nó dính với cây kim tiền luôn. Một cụm sang sản và kim tiền. Sang sản kim tiền. Cái cụm bự là kim tiền đúng không anh? Kim tiền cái là nhiều thân á, nhiều thân là cây sang sản. Còn cây ba thân này là cây kim tiền. À nó dính nhau luôn chú ơi. Đây sang sản nè. Sang sản lá nhỏ. Lá nhỏ kim tiền đây. Vậy nên mà không chơi chung thì thôi mình tách ra chơi cũng được. Sang sản ha, đây là cây kim tiền nè quý chú. Kim tiền thì nó giống như là cây cẩm thị vậy đó. Đen đen. Cái nhánh bên đây do nằm chậu lâu quá nó thiếu dinh dưỡng, nó khô thôi chứ nó khúc dưới này còn sống ha. Nằm cổ dưới nó còn ra lá nè. Dạ. Dưới này ra nó còn lá nè. Một cái cụm rừng thiên nhiên. Trên này nó thiếu dinh dưỡng nó bỏ cành thôi. Thiếu nước. Thiếu nước bỏ cành thôi chứ không có vấn đề gì hết. Cây sang sản phải là cây xương cá không anh? Sang sản cũng là xương cá là nó đó. Rồi.
để san sẻ cây xương cá. Cô chiều cao cái cụm gần này từ mặt chậu lên tới đỉnh đó là nó 1m1. Dạ. Cụm rừng này rất là tự nhiên quý chú. San sẻ và tàn ngang cụm rừng này nó là 1m05 kim tiền. Ngang 1m05, cao 1m1. Và tán rộng nó là 85. Dòng rừng nó đang nằm cái chậu chữ nhật. Lọt lòng nó là 62 và dài nó 82. Nó anh em hợp dung á, cái chiều dài là 82 là cái chiều dài của cái bể này nó là 75 nè. Chiều dài của bường là 75. Rồi cái cụm gần mã số 13. Em cho lưu giá là 4 triệu em bao ship 200 km ha. Giữ vị trí này giùm em. Đó, nguyên một cái cụm rừng tự nhiên heo chú, nó mọc đang xen lẫn nhau giữa kim tiền và bên đây nó có một cụm, bên đây có một cụm. Dạ. Về có thể anh em phối đá làm đường đi giữa này rất là đẹp nè. Rất là có hồn á. Rồi 4 triệu em bao ship 200 km kể cả cái chậu này luôn. Nó mọc rừng mà rừng tự nhiên cho nên chậu nó... này sẽ bể gốc này ha. Tự nhiên sắp chậu xếp thôi măng. Chứ mình không có sắp xếp gì hết. Dạ. Rồi, mã số 13. 4 triệu em bao ship 200 km. Rất là to của chú ơi. Rồi tiếp tục anh ha. Tới 14 là cũng cây mai chú thủy. Da đen lá lớn luôn. Cây này thì lùng lực ha. Cây này thì lùng ịt vậy đó. Mai chú thủy da đen lá lớn. Chiều cao nó 34. Từ mặt chậu lên tới đỉnh này nó 34. Hoành thân đặc của nó nè là nó 50 nè. Dạ 50. Nó chính xác cũng 50 nè. Tổng hoành đế đó. Cây này đế cũng đều lắm ha. Đế tự nhiên không sắp mà nó cũng đều, vậy là thuộc là đẹp rồi. Hoành đế nè 1m1. Đây có những mặt cắt đó nè. Mặt cắt đây. Đây cái đường kính mặt cắt này nó là 8 phân nè. Mình chơi bonsai thì buộc mình phải phá thế. Mình phá thế thì phải có mặt cắt rồi. Nên mình cũng không đáng ngại gì mấy ha. Trực lắc theo chú, ngọn à, giót. Trực lắc, giót ngọn luôn. Một cái phôi về mình xây dựng thêm ha. Em mua những cái phôi về, nó rẻ tiền nuôi nó. Nuôi tương lai lắm à. Vị trí nào đây, vị trí mặt tiền cho nó ra đi. Hai mặt đều nhìn cũng được. Mặt tiền nó đây. Mặt này thì đều đế hơn. Mặt này đế đẹp hơn, mặt này cũng có đế luôn. Nhưng mà đây nó hơi chìm thôi. Nó vẫn có đều luôn à. Chú, nhưng mà nó thấp hơn thôi. Vậy thể mình làm đế khác trên nó cũng được. Rồi nhiêu đây anh ha? Rồi 1.6 triệu em bao ship toàn quốc không chậu. Cái cục mai chú thủy da đen đá lớn này. 1.6 triệu. 1.6 triệu. Bao ship toàn quốc em rút chậu ra bó bậu ha. Dạ. 14, 15 một cụm gừng. Cụm gừng mai chiếu thủy lá chung. Ủa, lá chung anh hả? Này lá chung. Rồi em tưởng đâu lá lớn không chứ ha. Chung hay là lá chung nha quý chú. Lá chung mà dạng là chung nu đó, gọi là chung nu đó. Chung nu quá trời, cái cụm này thân nó đặc, nó nhiều, rất là nhiều thân. Cái này là nhiều thân nhưng mà nó dính luôn ha. Rễ ra tới đâu là lên thân tới đó. Để nó bò ra lên thân chứ nó không phải là nhiều cây mình ghép lại đâu nha. Đây là cái thân mẹ đó nè. Đây cũng gần đặc biệt con cá nào có thân chủ luôn nè. Thân mẹ nó nằm đây nè. Nó ra thân chủ này nó cỡ 20 25 26 hoành á, nó cạt đây em đo không được nhưng độ chừng cỡ đó cỡ ly uống cà phê mình đó. Này em chỉ làm sơ sơ thôi, vậy nên mình phá thế ra lượt ra là ra cụm gần rất là có hồn á. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh nó là 54. Nó tổng cái hoành bệ vậy. Nó tổng cái hoành bệ gần này nó khoảng 2 mét á. Hết thước dây nữa còn có 5 6 tấc nữa nè. Hơn 2 mét á, mình tính 2 mét đi anh ha. 2 mét thôi. Rồi chiều dài từ cái cây bên đây
Và tới bên đây. Đặt lắm cô chú. 85 nè. Đặt. Dài 85. Dài rộng của cái bệ này 50. Rồi. Cái thân nhỏ nhất nó là cỡ cái đầu lớn chiếc lông em nè. Thân lớn nhất, thân chủ trong đây. Là nó cũng cỡ non non cái ly uống cà phê mình đó, nó cỡ 24 25 hoành vậy đó. Đây, đo thử thân đại diện đây nó là 15 nè. Dạ rồi. Rồi cụm cưng này em giao lưu 2 triệu bao ship toàn quốc. 2 triệu anh hả? Cụm này chỉ 2 triệu thôi chứ mà đã bao ship rồi luôn. Đây anh em thấy là trời lú nhú lên điệu cho cây mạnh lắm ha. Dạ. Nhắc lại là mai chú thủy lá chung ha. Rồi, 2 triệu bao ship toàn quốc. Cụm rất là to của chú, 2 triệu thôi. Còn rồi, tiếp theo thì em có hai cái nguyệt quế lớn để cho anh em mình về trang trí sân vườn chơi ha. Rồi tiếp theo em có một cặp nguyệt quế. Cái này thì em bán cặp nghe nè. Rồi cặp này cũng quế, chưa xong nha. Lá sắn nè. Cặp đây này thì em đo rồi, chiều cao nó là 2m9. Và đường kính tán tròn nó là 2m4. Em đo chính xác luôn rồi đó. Tàn nó khủng lắm ha. Cặp này do tàn khủng quá, dưới bầu nặng quá em giao lưu là tại vườn đi. Còn quý ship thì anh em nào có thiện chí chơi thì anh em mình vui vẻ giao thương lượng cái phí ship tùy theo xa gần ha. Dạ. Em báo giá luôn là cặp nguyệt quế là này là 13 triệu 500 ngàn là giá tại vườn. 13 triệu 500. Đây hoành thân nó là 56 nè. 56 hoành thân. Nó cốt cành thì nó cỡ cùm tay em hết trơn à. Em đo thử một cái cốt ha. Một cốt nó là 16 à. Người ta bẻ nhạo từ nhỏ hết trơn ha. Cây này dạng cây cảnh thôi mà đế đều giống như cây bonsai vậy, đế đều bốn mặt luôn đó. Quỳnh đế nó 1m2, em đo là chiều hao một khúc luôn à. Quỳnh đế 1m2. Đế đều hết luôn. Đây là một cây ha chú. Anh bán một cặp chỉ 13 triệu 500 thôi tại vườn ha. Anh em nào chơi thì mình thương lượng phí ship thì theo xa gần, em bao là 300 km trả lợi được ha. Cây liên lạc không lỗ mục gì trơn anh ha. Không mục bọng là lỗi lầm gì hết. Kiểm tra kỹ lắm rồi. Cây này bứng cũng được gần tháng rồi, nay tỉnh là lá tươi xanh hết trơn à. Rồi. Rồi cây quế thứ nhất, cây thứ hai. Dạ, rồi mình tiếp tục xem cây thứ hai giúp con ha. Thứ hai của cặp này nó cũng cao 2m9, đường kính tạng nó cũng 2m4 luôn. Hai cây nó 9-10 với nhau đó. Tàn quá đều của chú ha. Tàn như đều là cây gom nha, để mà làm ra cái bộ tạng này em nghĩ là không có mất làm 5 năm đâu. Rồi. Cao là 2m9, ngang đường kính là 2m4. Quỳnh thân nó cũng na ná nhau luôn. Quỳnh thân cái này nó 54 à. Cũng cỡ cây kia luôn á, 90 cây kia đó. Mình có nhà mới đặt cặp này vô là hợp lý quá luôn. Quỳnh đế nó là 1m3 nè. Cây này đế cũng khá. Đế đều bốn mặt luôn đó. Một cây chỉ có trên dưới 6 triệu thôi. Giờ anh em mình không chơi cây tàn cắt bonsai tính ra nó không có mắc gì mấy nha. Mình cắt bonsai mình sử dụng được mấy chân cành có sẵn luôn nè. Bầu cả mét đó chú ha. Đường kính bầu này, đường kính bầu này nó 80. 80 thôi anh ha. Đường kính bầu 80, cây kia cũng vậy. Chiều cao của bầu này nó 30. Rồi. Đế đây. Đế đều luôn, cây này cũng vậy luôn. Cũng không có bị một lỗ gì trơn anh ha. Rồi em nhắc lại cặp hồi quế này em cho luôn một cặp á. Một cặp có giá là 13 triệu 500 ngàn. Giá tại vườn. 13 triệu 500 tại vườn. 13 triệu 500 một cặp, cũng là cái cặp cuối clip hôm nay. Rồi cuối clip luôn anh ha. Rồi cuối clip cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em mình giống như những clip trước. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Dạ rồi em chào anh Chọn luôn ha. Con cũng kính chào quý chú, rất mong quý chú xem em mến ủng hộ cho anh ha. Con xin hẹn gặp lại những clip tiếp theo.